Chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn kiểm sát giải quyết tố giác tin báo về tội phạm của Viện Kiểm sát Nhân dân có vị trí vai trò và ý nghĩa quan trọng trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm. Những chứng cứ thu thập được trong giai đoạn này là cơ sở quyết định khởi tố hay không khởi tố vụ án hình sự, bảo đảm cho mọi hành vi phạm tội đều phải được xử lý theo quy định của pháp luật, tránh làm oan sai và không bỏ lọt tội phạm. Truyền hình kiểm sát giới thiệu đến quý vị sau đây là một ví dụ về quá trình kiểm sát giải quyết vụ việc xuất khẩu gạo trái phép xảy ra tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Bình. Mặc dù chưa đủ điều kiện để xuất khẩu gạo, thế nhưng lợi dụng việc công ty vận chuyển các mặt hàng tạp hóa để xuất khẩu sang Lào, ngày 6 tháng 4 năm 2020, Trần Thị Cảnh là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ và thương mại Nghĩa Cảnh đã cố tình không khai báo hải quan, giấu 14.575 kg gạo nếp và gạo tẻ có tổng trị giá 185.300.000 đồng dưới các loại hàng tạp hóa khác để đưa qua biên giới nhằm bán kiếm lời. Sự việc được phát hiện vào ngày 7 tháng 4 năm 2020 khi Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cha Lo phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo tiến hành kiểm tra thực tế. Cho rằng công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ và thương mại Nghĩa Cảnh đã vi phạm quy định về hải quan nên Chi cục Hải quan cửa khẩu Cha Lo đã phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo lập biên bản xử lý hành chính. Tiếp đó, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã có công văn báo cáo đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình xem xét ra quyết định xử phạt hành chính bằng tiền mặt với mức 65 triệu đồng và hình phạt bổ sung tịch thu tang vật vi phạm đối với công ty Nghĩa Cảnh. Nắm bắt thông tin vụ việc, sau khi nghiên cứu các quy định của pháp luật, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Bình xác định hành vi buôn bán qua biên giới số lượng 14.575 kg gạo nếp, gạo tẻ không khai báo hải quan của bà Trần Thị Cảnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ và Thương mại Nghĩa Cảnh có dấu hiệu phạm tội buôn lậu. Đây là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Việc Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình không thụ lý, kiểm tra, xác minh và ra quyết định giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với vụ việc trên là vi phạm quy định tại Điều 145, 147 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự và Điều 9 Thông tư Liên tịch số 01 ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Bởi vậy, ngày 17 tháng 4 năm 2020, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ban hành văn bản yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình kiểm tra, xác minh và ra quyết định giải quyết nguồn tin về tội phạm theo quy định của pháp luật và gửi thông báo kết quả kiểm tra, xác minh và giải quyết đến Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Bình theo đúng quy định. Thì chúng tôi nắm được tình hình và sang làm việc trực tiếp với Cục Hải quan Quảng Bình thì được biết Cục Hải quan xác định đây là vụ việc vi phạm hành chính không có dấu hiệu tội phạm nên đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị là xử phạt hành chính theo thẩm quyền. Thì sau khi nghiên cứu về các cái quy định của pháp luật về cái hành vi tội buôn lậu thì chúng tôi đã báo cáo với lãnh đạo phòng và lãnh đạo viện thì đề nghị yêu cầu Cục Hải quan đưa vụ việc vào xử lý theo nguồn tin về tội phạm. Khi quá trình giải quyết tin báo về tội phạm thì Cục Hải quan vẫn tiếp tục bảo lưu ý kiến của mình là xác định đây là vụ việc thuộc vi phạm hành chính thì không có dấu hiệu tội phạm. Tuy nhiên thì theo các quy định thì chúng tôi xác định đấy vụ việc này có dấu hiệu tội phạm cho nên đã yêu cầu Cục Hải quan khởi tố vụ án. Tiếp nhận công văn yêu cầu kiểm tra xác minh và ra quyết định giải quyết nguồn tin về tội phạm từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Bình, Cục Hải quan đã tiến hành điều tra xác minh vụ việc. Quá trình điều tra xác minh đã xác định công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ và thương mại Nghĩa Cảnh chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo theo quy định tại Nghị định số 107/2018 NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo nên chưa thể mở tờ khai hải quan để xuất khẩu gạo được. Nhưng do cần thu hồi vốn nhanh nên công ty vẫn xuất bán sang Lào.
qua bản lời khai của các đối tượng có liên quan, thấy rằng việc bán 14.575 kg gạo sang Lào là chủ trương của công ty, thực hiện theo ý chí của tập thể công ty. Sau khi các thành viên góp vốn thống nhất chủ trương thì giao cho bà Cảnh, giám đốc công ty, là người đại diện theo pháp luật, triển khai thực hiện để bổ sung nguồn vốn và mua sắm thêm trang thiết bị phục vụ hoạt động của công ty. Cục Hải quan cho rằng hành vi xuất khẩu gạo của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ và thương mại Nghĩa Cảnh thuộc danh mục tạm ngừng xuất khẩu. Việc không làm thủ tục nói trên là vi phạm của pháp nhân thương mại, vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan, vi phạm các quy định về chính sách quản lý hàng hóa thuộc diện ngừng xuất khẩu theo thông báo số 121/TB-VPCP ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực Chính phủ về đảm bảo an ninh lương thực trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Trên cơ sở kết quả đã điều tra xác minh, Cục Hải quan cho rằng chưa có căn cứ để xác định trách nhiệm pháp lý của bà Trần Thị Cảnh, mà cho rằng công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ và thương mại Nghĩa Cảnh mới là chủ thể chịu trách nhiệm pháp lý về các hành vi vi phạm pháp luật mà mình gây ra. Do vậy, Cục Hải quan không khởi tố vụ án hình sự mà tiếp tục đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành quyết định xử phạt hành chính. Ngày 5 tháng 5 năm 2020, Chi cục Hải quan tỉnh Quảng Bình có công văn gửi Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Bình thể hiện quan điểm xử lý hành chính vụ việc nêu trên. Ngay sau khi nhận được công văn của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình, trên cơ sở nghiên cứu chứng cứ thu thập được, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh nhận thấy Trần Thị Cảnh với vai trò là Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ và Thương mại Nghĩa Cảnh là người đại diện cho công ty trực tiếp mở tờ khai hải quan tại cửa khẩu Cha Lo. Trần Thị Cảnh biết rõ hàng hóa mình xuất khẩu gồm những chủng loại hàng hóa gì nhưng không khai báo tại cửa khẩu, cố tình giấu gạo nếp, gạo tẻ dưới các loại hàng hóa khác để đưa qua biên giới nhằm bán kiếm lời. Mặt khác, trong thời gian này, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan ban ngành từ trung ương đến địa phương và toàn dân đang ra sức chống dịch COVID-19, thì mặt hàng gạo nếp, gạo tẻ đang là mặt hàng thuộc diện tạm ngừng xuất khẩu để đảm bảo an ninh lương thực. Bên cạnh đó, Trần Thị Cảnh là đại diện pháp nhân nhưng không khai báo hải quan mặt hàng gạo trị giá 185.300.000 đồng. Do vậy, ngày 5 tháng 5 năm 2020, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã có công văn yêu cầu Cục Hải quan khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến cơ quan cảnh sát điều tra để điều tra theo thẩm quyền. Thế và chúng tôi qua nghiên cứu nội dung vụ việc thấy rằng là doanh nghiệp Nghĩa Cảnh này là không có giấy phép xuất khẩu gạo. Và quá trình mà xuất khẩu hàng hóa tại làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo thì đã có hành vi lén lút che giấu 14,5 tấn gạo để nhằm xuất khẩu qua nước bạn Lào. Thì chúng tôi thấy rằng cái vụ việc nó có dấu hiệu của tội buôn lậu quy định tại điều 188 Bộ luật hình sự. Trong quá trình điều tra vụ án buôn lậu xảy ra tại quốc tế cửa khẩu Cha Lo thì nó có những cái khó khăn vướng mắc. Đó là trong quá trình đánh giá chứng cứ, tài liệu mà cơ quan điều tra đã thu thập được, đó là thứ nhất là đối với xác định cái cá nhân phạm tội hay là cái pháp nhân phạm tội. Cái thứ hai đó là thu thập cái tài liệu chứng cứ mà liên quan đến các cái văn bản pháp luật quy định trong thời gian dịch bệnh COVID để áp dụng đối với xử lý đúng quy định. Cái thứ ba là quá trình đấu tranh với đối tượng thường che giấu cái hành vi phạm tội để nhằm trốn tránh cái trách nhiệm, để tránh cái xử lý của pháp luật. Thực hiện yêu cầu của Viện Kiểm sát, ngày 7 tháng 5 năm 2020, Cục Hải quan đã ra quyết định khởi tố vụ án. Ngày 13 tháng 7 năm 2020, Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, khám xét và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Cảnh. Ngày 7 tháng 9 năm 2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố Trần Thị Cảnh về tội buôn lậu. Phòng chống dịch COVID, Chính phủ có cái thông báo về cái việc dừng xuất khẩu đối với mặt hàng là gạo. Thế nên ở chỗ này thì quá trình xử lý cũng
sẽ phải là xem xét về cái định khung trong cái tội buôn lậu này. Trực tiếp kiểm sát quá trình điều tra vụ án, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Bình nhận thấy các tài liệu chứng cứ thu thập thể hiện việc lợi dụng công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ và thương mại Nghĩa Cảnh vận chuyển hàng hóa để xuất khẩu. Trần Thị Cảnh đã cố tình không khai báo hải quan, giấu 14.575 kg gạo nếp và gạo tẻ, có tổng trị giá 185 triệu 300 nghìn đồng dưới các loại hàng hóa khác để đưa qua biên giới nhằm bán kiếm lời. Bản thân Trần Thị Cảnh cũng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đây là hành vi phạm tội có tính chất táo bạo, liều lĩnh, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế, không tuân thủ các quy định của nhà nước đối với các loại hàng hóa do nhà nước quản lý. Vì vậy, cần phải được xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Do đó, ngày 25 tháng 5 năm 2020, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ban hành cáo trạng truy tố Trần Thị Cảnh về tội buôn lậu theo khoản 1 điều 188 Bộ luật Hình sự. Ngày 27 tháng 10 năm 2020, Tòa Nhân dân huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình đã đưa vụ án ra xét xử. Tại phiên tòa, Trần Thị Cảnh đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, thấy được lỗi lầm của mình. Trần Thị Cảnh có tình tiết giảm nhẹ do bố mẹ được nhà nước tặng thưởng huân chương kháng chiến chống Mỹ. Cân nhắc tính chất mức độ nguy hiểm, hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo, hội đồng xét xử nhận thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà áp dụng hình phạt tiền cũng đủ để giáo dục bị cáo thành người công dân có ích cho gia đình và xã hội. Do vậy, hội đồng xét xử đã áp dụng khoản 1 điều 188 xử phạt Trần Thị Cảnh số tiền 150 triệu đồng và tịch thu xung công quỹ nhà nước số gạo trên. Vụ án đây là được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Bình truy tố và ủy quyền về cho Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Minh Hóa tham gia phiên tòa. Thì sau khi xét xử xong vụ án thì tuyên một bản án đúng người đúng tội, thì bị cáo cúi đầu nhận tội và thấy được cái lỗi lầm của mình. Sau khi tuyên xong vụ án này thì đó là một cái biện pháp răn đe giáo dục chung trong xã hội và răn đe những cái trường hợp khác có ý định để mà buôn lậu sang biên giới để kiếm lời, thu lời bất chính. Vụ án đã khép lại với sự vào cuộc quyết liệt, sự kiên quyết đấu tranh bảo vệ tính thượng tôn pháp luật của Viện Kiểm sát. Đối tượng phạm tội đã phải trả giá cho hành vi phạm tội của mình. Tinh thần trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của cán bộ, kiểm sát viên, Viện Kiểm sát Nhân dân 2 cấp tỉnh Quảng Bình qua vụ án đã góp phần quan trọng trong việc chống bỏ lọt tội phạm, góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội và chính trị trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Đây cũng là bài học đắt giá cho những kẻ bất chấp pháp luật để trục lợi cho cá nhân.